xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, Học Nhân và Nhật Phúc xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài IBC TV, Trâm Văn Tầng 57.8 và Galaxy 19. Quý vị đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Trừ Điều Ngự. Hy vọng sẽ giúp quý khán giả đang tìm cầu sự an lạc, đức thật với những chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. A Di Đà Phật, con xin kính chào Thầy. A Di Đà Phật, chào Thầy ạ. A Di Đà Phật xin kính chào cô học nhân và cô Nhật Phúc, xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài IBC TV. Dạ. Để bắt đầu chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, Nhật Phúc và học nhân cũng muốn xin hỏi Thầy để bổ xúc và tiếp tục giảng về những 18 pháp bất cộng của Đức Phật trong kinh Đại Bảo Tích. Thì Nhật Phúc xin ôm lại 8 điều đầu tiên mình Thầy đã giảng qua trong những show vừa rồi. Điều thứ nhất, pháp bất cộng đó là ba nghiệp không lỗi lầm. Thứ hai là lời nói không sốt bạo. Thứ ba, niệm không quên mất. Thứ tư là không có tâm chẳng định. Thứ năm, không có dị tưởng. Thứ sáu, đức xả vô phân biệt. Điều thứ bảy là trí dục không giảm. Và điều thứ tám, đức chánh cần không giảm. Dạ, và Thầy cho con tiếp tục hỏi thêm về điều thứ chín, pháp bất cộng. Dạ, đó là đức niệm không giảm. Thì đức niệm của Đức Phật, cái nghĩa đi sâu có nghĩa là gì? Xin Thầy giảng cho tụi con ạ. Cảm ơn cô học nhân đã... hay là cô Nhật Phúc đã lặp lại 8 cái điều vừa rồi, phải không? Dạ. Và có một cái câu hỏi rất là quan trọng. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là chư Phật có 18 pháp bất cộng và đã nhiều lần chúng tôi cùng với cô học nhân và cô Nhật Phúc trình bày về 8 cái bất cộng đầu tiên. Và hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày pháp bất cộng thứ 9 của Đức Phật. Đó là niệm vô giảm. Tức là cái sự nhớ nghĩ của Đức Phật không bao giờ bị giảm đi. Nhớ nghĩ cái gì? Nhớ nghĩ chánh pháp của ba đời mười phương chư Phật. Nhớ nghĩ đến cái hạnh nguyện cứu độ chúng sinh. Nhớ nghĩ đến tất cả mọi loài chúng sinh, chẳng khác nào là cái thân của mình. Mình quyết tâm giảm thiểu sự đau khổ của chính mình bao nhiêu thì mình cũng phải quyết tâm làm giảm thiểu và đoạn trừ hoàn toàn nỗi khổ của tha nhân như thế đó. Tất cả chúng ta có những cái lúc, những cái sự nhớ nghĩ của mình nó bị giảm sút. Chẳng hạn như về lịch sử, history, hay là về vấn đề văn học, một cái bài thơ nào đó 10 năm trước mình có thể đọc thuộc lòng, nhưng mà 10 năm sau mình nhớ câu này mình quên câu khác. Đó là chưa nói đến những cái việc rất là bình thường. Nhưng mà vì lý do này, vì cái hoàn cảnh nọ mình lại quên đi. Và cái quan trọng là mình quên đi chính mình. Vâng thật, mình quên chính mình ở đây không phải là theo cái nghĩa vô ngã, nhưng mà mình quên chăm sóc, quên kiểm soát những cái lời nói, những cái hành động, những cái suy nghĩ. Do vậy mà mình đã gây ra không biết bao nhiêu khổ đau cho mình và cho người. Còn đối với Đức Phật thì không. Dù những cái sự việc đó nó xảy ra từ vô lượng kiếp quá khứ hay là nó đang xảy ra trước mắt, Ngài hoàn toàn ghi nhận một cách trọn vẹn, không bao giờ có cái sơ xuất. Cho nên gọi là niệm vô giảm. Nếu mình nói là cái bộ nhớ của Đức Phật thì cũng dễ hiểu, trí nhớ của Ngài không bao giờ bị tổn giảm. Thì là những người còn trẻ đó,
thì cái bộ nhớ của quý cô như thế nào? Chẳng hạn như có những cái tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt á, lâu ngày không nói, quý cô có nhớ không? Thậm chí tiếng Anh, quý cô nói như là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nhưng mà có những cái danh từ lâu quá không có sử dụng cũng quên chứ, phải không? Dạ, đúng rồi. Hoặc giả là có những cái câu chuyện gì đó mình đến mình nghe học ở một cái trường đại học, nghe vị giáo sư họ giảng giảng xong về mình quên mất, phải không? Dạ. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái việc đó không bao giờ xảy ra. Họ gọi là niệm vô giảm. Niệm vô giảm. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà mình giải thích đào sâu những cái gì mà được ghi lại ở đây đó, thì mình thấy nó còn nhiều điều để mình học hỏi. Cho nên không đơn giản là không có quên mất, quên cái gì. Đức Như Lai đối với tất cả pháp và tất cả chủng mà tất cả niệm không lui giảm, vì niệm của Đức Như Lai không lui giảm. Đối với tất cả pháp, pháp ở đây tức là gì? Dhamma. Bao gồm cả tâm và vật, và tâm pháp và sắc pháp. Sắc pháp thì nó nhiều lắm, nó tùy theo những cái bộ phái, chẳng hạn như là duy thức thì có sáu pháp vô vi và 94 pháp hữu vi, phân tích nhiều. Những cái học phái khác chẳng hạn như thành thật hay chỉ là câu xá, và câu xá thì chỉ có 75. Còn có những cái trường phái khác thì đến 200 chứ không phải là chỉ có 100. Mà nói như vậy để chúng ta thấy rằng là khi mà phân tích về những cái pháp hữu vi và vô vi nó nhiều vô cùng, nó đòi hỏi phải có một cái thời lượng dài đôi ba tiếng đồng hồ mới có thể trình bày, mà không chắc đôi ba tiếng đồng hồ mình đã trình bày một cách trọn vẹn tất cả chủng loại, chứ không phải là chỉ nói là chủng loại là nó cái phrase, phải không? Phrase là chủng loại đó, phải không? Chẳng hạn như là loài người hay là loài kiến, nó cũng có nhiều cái loại kiến. Yeah. Chứ không phải là nói kiến là một loại kiến, người cũng có, mặc dù nó là nhân loại, nó còn loài người, nhưng mà người cũng có người da vàng, da đỏ, da đen, da trắng, phải không? Yeah. Người Việt Nam, người Đại Hàn, người Thái Lan, người Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ thì là hộp Trung Quốc rồi. Đó. Nhưng mà đối với nhiều chủng loại như vậy, kể cả cây, mình nói là cây, nhưng mà có nhiều loại cây. Kể cả như cái loại ốc, nó cũng có nhiều loại ốc, phải không? Đúng rồi. Chứ không phải là chỉ có một loại duy nhất. Thành thử ra, dù nhiều như vậy, nhưng mà cái sự nhớ nghĩ của Đức Như Lai không bao giờ bị giảm thiểu, không bao giờ. Ngài chứng được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề ở đây tức là bồ đề, tức là sự giác ngộ. Vô thượng tức là không có cái gì nó cao hơn cái sự giác ngộ, gọi là vô thượng bồ đề. Quán trí không gián đoạn. Ngài dùng cái tuệ giác xứ Việt, tuệ giác bồ đề đó, tức là giác ngộ, để mà quán chiếu. Và cái sự quán chiếu đó không bao giờ bị ngưng nghỉ, gián đoạn. Tâm của tất cả chúng sanh nối tiếp biết tất cả quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân. Đức Phật không bao giờ quên mất. Và biết một cách như thật, chứ không phải là cái wisdom, tức là mình see, mình thấy đó. Yeah. Một cái gì đó như là nó đang là as is, phải không? Chứ không phải là mình thấy nó theo cái cách mình suy nghĩ, không phải vậy. Ví dụ như vào đêm tối mà không có ánh sáng, mình đi trong một cái khu rừng nào đó, mình thấy một cái dây thừng, mình nghĩ tưởng đâu là con rắn. Như vậy thì nó có đúng không? Không phải là thấy dây thần như là chính dây thần đang là, mà do cái nghĩ, cái sự tưởng tượng nữa. Ồ, chắc là con rắn hay gì đó. Vậy hay giả mình thấy cái viết này, cái hình thức nó như thế này, màu như thế này,
quý cô có nghĩ là mình thấy đúng như là cây viết đang là không? Không, chỉ thấy một phần thôi, mình đâu có thấy được cái ruột hay là mực, đó là chưa thấy được nhiều cái yếu tố điều kiện để mà cấu tạo thành cái cây viết này, cả hàng triệu yếu tố, chứ không phải là mình thấy đơn thuần như vậy, mình nói ô cây viết này màu đà, màu trắng nó lớn như thế này, nhỏ thế kia. Không, nếu mà chỉ thấy như vậy là chỉ thấy một phần rất nhỏ về cây viết, chứ chưa phải thấy cây viết như là cây viết đang là. Còn Đức Phật thì Ngài thấy một cách trọn vẹn. Đó là cái điều rất là quan trọng, và chúng ta sẽ chia sẻ thêm với quý khán thính giả của đài ABC về cái bất cộng thứ 9 này. Cảm ơn Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Sống Đời Sống Phật xin tạm dừng trong một vài giây phút cho phần bảo trợ thương mại. Xin quý vị tiếp tục đón xem phần 2. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong